Trong những dàn âm thanh 2M thì như quý vị, những anh em chơi lâu năm thì đã biết, thì những bộ dàn 2M thì cái nguồn điện của nó không thể nào mà không quan trọng được. Đấy, cái nguồn điện luôn là cái nguồn quan trọng nhất. Nếu mà để một bộ dàn 2M thì rất nhiều anh em phải chú ý cái nguồn điện. Còn những dàn tầm trung thì thường anh em sẽ không để ý đến nguồn điện của nó. Đấy, nhưng mà những anh em nào chơi những dàn âm thanh cao cấp, những dàn 2M đấy, mà anh em có cái nhu cầu nó cần sự trung thực nhất trong âm thanh thì anh em luôn để ý đến cái nguồn điện. Đấy. Đầu tiên cái nguồn điện đầu vào đó là cái dây, người ta sẽ để ý về cái dây điện trước, cái dây điện tổng, dây nguồn tổng. Ngoài ra sau đó thì còn những cái phụ kiện về điện như là lọc nguồn, rồi là những cái biến áp cách ly này, những cái ổn định nguồn điện, những cái chuyển đổi nguồn điện liên quan dòng điện. Nhưng mà cái để mà chúng ta nên lưu ý nhất thì đầu tiên chúng ta phải xem xét đến cái phần dây nguồn tổng cho thiết bị. Dây nguồn có tốt thì cái thiết bị của chúng ta sẽ có cái nguồn điện nó tĩnh. Đấy, nó tĩnh nha anh em nhé. Thì ở đây thì có rất nhiều các loại dây nguồn khác nhau trên thị trường. Thì Hưng cũng có rất là nhiều loại để phục vụ cho quý vị. Đấy, nhưng mà đây là một đơn hàng của anh khách. Đấy, tiện ngày hôm nay thì Hưng làm cho một anh khách cái đơn hàng nó rơi vào là gần 5 triệu. Đơn hàng gần 5 triệu. Anh khách có yêu cầu đó là có hai loại dây nguồn, một loại là clear của Mỹ. Đấy, cái loại đấy thì nó rơi vào là 420.000 một mét, và một loại là Hitachi của Nhật, cái loại dây nguồn của Nhật thì loại đấy sẽ rơi vào là 250.000 một mét, cái loại 4 lõi. Đấy, cái loại 4 lõi nhá. Đấy, dây rất là mềm. Đây, Hưng đã thi công xong. Đấy, với những cái đầu rắc đạt tiêu chuẩn để cho anh em sử dụng và thi công rất là gọn gàng và đẹp. Đấy, anh khách yêu cầu là một bộ dài 1 mét này. Đây là dây nguồn của Mỹ này. Đấy, được Hưng bọc da rắn theo tiêu chuẩn của audio. Đấy, theo tiêu chuẩn 2N. Đấy, rất là gọn gàng và đẹp nhá. Đấy, rắc sử dụng đây, đầy đủ, chắc chắn. Đấy, đầu một đầu đồng, một đầu là một đầu cái, một đầu đực. Đấy, 2N. Rắc đủ tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn để cho anh em sử dụng, rất là đảm bảo. Đấy, cũng như dây được sử dụng là dây của Mỹ, dây clear. Đấy, cái loại các loại dây nguồn thì Hưng đã gọi là giới thiệu đến các quý vị rất là nhiều lần rồi. Đấy, anh em nào cần thì có thể liên hệ trực tiếp, Hưng sẽ trao đổi tư vấn cái loại dây nguồn phù hợp cho anh em. Đấy, còn thực ra cái đơn hàng hôm nay là của anh khách là hai dây. Đấy, gồm có hai dây dài 1 mét, một loại dây của Nhật và một loại dây của Mỹ. Đấy, clear và Hitachi. Đây, hai loại đều được Hưng bọc da rắn rất là gọn gàng. Đấy, dây của Nhật và dây của Mỹ rất là mềm nhé quý vị nhé, quý vị để ý này, dây rất là mềm. Hưng uốn vào này rất là mềm, anh em thấy chưa, độ linh hoạt rất là cao. Đấy, kể cả anh em đi dây xa, đi dây dài cũng rất là đảm bảo. Đấy, đối với những thằng này. Đấy, đây, dây nguồn của Mỹ đây cũng rất là mềm, tương đối là chắc chắn. Đấy, đầy đủ. Ngoài ra anh khách còn yêu cầu đó là bộ 1,5 mét. Bộ 1,5 mét đây. Đấy, bộ là bộ 1,5 mét. Một dây của Mỹ và một dây của Nhật, vẫn thế anh em nhé. Đấy, mỗi kích cỡ đó gồm có là 1 mét này, 1,5 mét này và 1,8 mét. Mỗi kích cỡ anh khách anh đặt hai loại dây khác nhau. Đấy, gồm có dây của Mỹ và dây của Nhật. Đấy, dây của các loại dây thì Hưng có rất là nhiều, nhưng mà Hưng đã chọn cho anh khách với cái yêu cầu của anh là dây phải nhỏ nhắn thôi, không cần to, dây nhỏ nhắn mềm. Đấy, dễ đi dây. Đấy, thì đây là hai loại rất là phù hợp để cho anh em sử dụng, hai loại dây của Mỹ và Nhật được Hưng lắp rắc. Ngoài ra Hưng còn các loại rắc cao cấp hơn thì giá thành sẽ cao hơn. Đấy, như rắc carbon chẳng hạn thì nó rơi vào là 850 một bộ rắc cơ, giá rất là cao, dành cho những anh em có nhu cầu nó cao hơn. Còn đây là những bộ rắc tầm khá là bình dân, đảm bảo chất lượng để cho anh em sử dụng. Đấy, tất cả của anh khách là gồm có 6 dây nguồn, gồm có 6 dây. Đấy, tổng chi phí toàn bộ rơi vào 4,8 triệu thì phải, 4,8 triệu. Đấy, và hôm nay Hưng sẽ gửi cho anh đấy sang địa chỉ của anh đấy, công ty của anh đấy. Và ngoài ra thì Hưng có tặng đấy, những cái dây nguồn thì Hưng sẽ tặng những cái chuyển từ 3 chân ra 2 chân để cho anh em dễ dàng cắm vào tường hoặc các cái ổ điện có 2 chân. Đấy, đây, Hưng sẽ kết nối vào đây. Đấy, Hưng tặng cho anh em. Đấy, rất là dễ dàng, anh em cắm rất là chắc nhá. Đấy, chuyển ra 2 chân. Ngoài ra thì anh em có thể là đấu thêm tiếp địa. Đấy, anh em tiếp địa cái dây này
xuống dưới đất hoặc là lên thanh cửa sổ đấy, vừa là mục đích chống giật vừa là mục đích là xả nhiễu, rất là tốt. Anh em nào kết nối được cái dây dây xả nhiễu, dây tiếp địa này thì cực kỳ đảm bảo cho anh em đấy. Thì ở ngoài dây nguồn anh ấy khách đặt thì mình có tặng anh ấy là 6 cục chuyển đổi 3 chân ra 2 chân như thế này đấy, để cho anh kết nối dễ dàng đấy. Còn anh em nào đang cần những bộ dây nguồn, những bộ dây nguồn 2N, những bộ dây nguồn cao cấp để cho anh em có cái dòng điện nó tốt, nó tĩnh đấy, thì anh em hãy liên hệ ngay cho Hưng. Những bộ dàn tầm trung thì anh em chưa gọi là chỉnh chu lắm về dòng điện đấy. Thế nên là anh em hãy suy nghĩ thêm về dòng điện này, nó rất là khá là quan trọng trong cái dàn âm thanh của anh em đấy. Cũng như anh em hay có cái câu nhất điện nhì phòng tam kê tứ kệ đấy. Đấy, cái câu đấy thì cũng là một cái câu vừa là nói vui vừa là thật trong cái chơi âm thanh. Điện rất là quan trọng, chúng ta có cái dòng điện nó tĩnh, nó đảm bảo chất lượng thì khi anh em chơi âm thanh nó sẽ cái lền nó anh em tĩnh rồi thì anh em sẽ có cái nguồn nhạc nó trung thực nhé, nó trung thực, nó chuẩn xác nhất. Đấy. Thì những cái bộ dây nguồn như này giá cả rất là phù hợp cho anh em. Hưng có rất là nhiều các loại dây nguồn khác nhau từ dòng bình dân cho đến cao cấp để phục vụ cho quý vị. Quý vị hãy liên hệ ngay trực tiếp đến số điện thoại 0963411622 hoặc 0828063336 để cập nhật được những gọi là để Hưng tư vấn trao đổi chi tiết. Ngoài ra quý vị đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt hãy đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật những video mới nhất của Hưng. Hưng sẽ mang đến cho quý vị rất là nhiều những cái món sản phẩm cực kỳ tốt và chất lượng như thế này. Hưng làm rất là Hưng thi công rất là đảm bảo cho anh em. Đây anh em có thể chiêm ngưỡng từ con rắc Hưng chọn phải là đạt tiêu chuẩn trở lên, không ở dưới. Không được cao cấp thì cũng phải là đạt tiêu chuẩn. Còn nếu mà anh em nào có nhu cầu cao hơn thì chúng ta có thể sử dụng những con rắc cao cấp hơn. Nó ra tùy vào giờ cái nhu cầu của anh em. Ngoài ra thì dây Hưng chọn cho anh em, sau đó Hưng bọc da rắn này, bọc da rắn rất là chắc chắn. Anh em đảm bảo với anh em là dây anh em dùng hỏng bộ dàn âm thanh của anh em chưa chắc dây đã hỏng. Đảm bảo luôn. Thế nên là các cái loại dây dẫn tín hiệu, dây nguồn, dây tín hiệu âm thanh Hưng đều dám đảm bảo cho anh em là bảo hành trọn đời. Trọn đời bất kể lỗi gì, bất kể lỗi gì trọn đời. Hưng bảo hành trọn đời cho anh em bất kể lỗi gì luôn, Hưng đều có thể khắc phục giúp anh em không lấy tiền nhé. Bảo hành trọn đời, đấy là cái uy tín Hưng mang đến cho quý vị. Hưng không dám gọi là mang đến cho quý vị Hưng bảo là rẻ, nhưng mà Hưng cạnh tranh không phải là từ cái giá của sản phẩm rẻ, mà là Hưng cạnh tranh dựa trên sự uy tín đấy. Đó là những cái sản phẩm Hưng mang đến cho quý vị, nó chất lượng, nó uy tín, chứ không phải là Hưng cạnh tranh trên cái giá. Còn ngoài thị trường kia có rất nhiều các cái giá rẻ hơn để cho quý vị sử dụng, nhưng mà cái đấy thì tùy quý vị lựa chọn thôi. Còn ở đây Hưng mang đến cho quý vị là uy tín và chất lượng, dám đảm bảo cho quý vị, dám gọi là bảo hành cho quý vị trọn đời. Bất kể lỗi gì Hưng đều có thể khắc phục cho quý vị nhé. Liên hệ ngay trực tiếp đến số điện thoại 0963411622, Hưng sẽ trao đổi tư vấn chi tiết cho quý vị về những dòng dây tín hiệu âm thanh cũng như là dây nguồn, rồi là các phụ kiện âm thanh, chất lượng và giá cả hợp lý. Hưng chỉ dám nói là hợp lý chứ không nói là giá cả rẻ nhất. Thị trường có nhiều giá rẻ hơn nhưng mà Hưng dám khẳng định là uy tín và chất lượng. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian vừa qua. Rất mong là quý vị ủng hộ những lượt like, đặc biệt là phải đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật những video mới nhất. Hưng sẽ mang rất nhiều sản phẩm chất lượng như thế này để mang đến cho quý vị sử dụng. Rất cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.